Hello. Hello mọi người. Cho anh cái gì đây, cái này ta. Cái gì kê được ta. Xin chào mọi người. Đúng là Sài Gòn, lúc nắng lúc mưa, trời đang nắng bỗng đổ mưa. Chết cha, sao tối huy vậy? Được được được. Đang chuẩn bị đi cái bị mưa. Tối nay qua đi Đồng Nai quay, quay vai bà chế. Chế mất cấp hồi sáng ở nhà may những cái đồ lông để chuẩn bị đi Đà Lạt để quay cái vai đó, lộng lẫy lắm, để tối úp cho mọi người coi những cái lông đó, 11 màu của lông sáng may được cái rồi. Chào Lê Xuyên, Kim Lý, Cao Trần, Lê Thị, Nguyễn Chí Cường. Ăn chứ. Yeah, tới quán ăn sầu riêng tế bào nè. Cái này là sầu riêng tế bào nè, sầu riêng tế bào. Ở đây qua được ăn ngay. Đây là bánh sầu riêng chiên nè. Và đây là bánh rếp sầu riêng. Bánh rếp sầu riêng qua đã bảo là bánh rếp sầu riêng bên qua là ngon. Mình không gọi là ngon nhất đi mà ngon hơn những cái chỗ khác mà qua ăn. Tại vì vỏ bánh mềm sầu riêng, đặc biệt là sầu riêng bên trong là sầu riêng sạch hoàn toàn và 100% là sầu riêng nguyên chất. Còn những chỗ khác qua ăn là bị pha bột ở trong để cho thấy bánh to, sầu riêng nhiều không có, mà toàn là bột không. Vậy ăn nào trước ta? Ăn sủi đá bào trước. Đây là tô sủi đá bào, có một búi sủi ở bên trên. Trở về tuổi thơ. Chào Mận Mi Si Đờm Hà Môn Hà Dung. Mấy cái món này sao ship tỉnh được. Ăn sầu riêng đá bào rồi. Trở về tuổi thơ. Có khách rồi, cho khách gọi để xem kia cái má rồi. Đau nhiều quá. Chào An Tuyết Nhi, Tài Seven, Thiên Nhi, Anna Giang. Nắng mưa rất nhiều. Tài Seven chào Nguyễn Minh Hiếu, Hung Thịnh, Hưng, Hà Mon, ngon quá vậy, Nguyễn Thanh. Một mình qua tí ăn hết đống này. Đây là bánh sầu riêng chiên nè, cực kỳ thơm mùi sầu riêng. Bánh rết sầu riêng. Để xa cho mọi người thấy cái món ăn của bạn. Nhiều quá mà không hết. Ngọt quyền. Chờ chút đọc một trang hết các tên các bạn luôn ha. Tiến Tăng, Kim Lý, Cao Trần, Đấu Bông, Nguyễn Billy,
Hai Cương. Anh Lê Lâm hả? Không. Thiên Thí Ngân. Chào em buổi tối chưa? À dạ chào chị Liên MTT. Anh đang ở quán, qua đi chơi. Anh ở quán tới khoảng chừng 3 giờ 3 rưỡi là anh phải out rồi, anh đi Đồng Nai quay. Hồi nãy chị phải tranh thủ chạy xe máy qua quán, mưa quá. Xong tí về phải lấy xe đi đi quay. Mưa tầm anh mưa tầm tã. Đỗ Thị Nghi, Tiến Tăng, Kim Mỹ Nguyễn, Đỗ Thị Nghi là Ước Phương, anh La Minh, Thí Ngân, Tăng Thiên Tân chào em, Nga Đỗ, La Minh chào, dạ chào anh, Cao Trung Hiếu, Hậu, Seraton, Nga Đỗ, chào chị Liên Đỗ, em đang ở quán nè chị ơi. Sorry đã bào mà nghe nói chuyện với mọi người kìa. Sợ tan thôi. Đây. Món này thì siro đá bào, siro ngọt chút chút, có sữa chút chút, sầu riêng ngọt béo nhưng mà có vị thanh của trái cây khác nữa, đều lắm, qua điều vị rất là đều. Có một ly nước mát nữa. Ủa anh mật khẩu wifi là gì vậy? 24 giờ đây nè. Cái này có sầu riêng sạch thì nói. Ừ. Anh quên tiêu rồi. Mật khẩu gì? Anh quên là xuống hỏi như gì dưới vậy mà nó. Lâu quá. Chào Vân Hà. Anh vẫn đi diễn hàng ngày mà. Chợ này không có thời gian tới quán nhiều luôn, lâu lâu thèm còn phải kêu nhân viên ship đồ về nhà cho ăn. Mai Huỳnh, Ngân Phạm, Lâm Bình Tâm. Có ai rảnh qua quán ngồi chơi với Quang ha? Quang ngồi được mấy tiếng ở quán thôi, Quang phải đi làm rồi. Nguyễn Minh Hiếu, Thương Huyền, Mỹ Trúc, Huỳnh Thị Bích, Tuấn Nguyễn, chờ đọc nhớ. Nhiều quá đọc, mỏi cổ luôn. Không được ăn luôn á. Huỳnh Thị Bích. Quang khẳng định một lần nữa là những người, Quang nói thẳng luôn là thiếu kiến thức rất là nhiều khi mà nói sầu riêng ăn là béo. Quang đã nói tất cả những cái gì mà chúng ta ăn vừa đủ vừa đúng thì sẽ không béo. Nên Quang rất rất không thích những người có cái câu nói cứ mỗi lần thấy Quang sầu riêng ăn cân chừng béo phì. Nhưng mà các bạn hiện thực thì sẽ thấy là Quang không giờ. Tại sao cứ nói người khác béo phì này kia béo mà các bạn hãy nhìn lại mình. Chưa chắc thì bạn đang đúng chất và đúng chất dinh dưỡng. Và khi Quang đã nói rồi, khi mà chúng ta biết việc về sầu riêng, về cái giá trị dinh dưỡng nằm trong sầu riêng thì các bạn biết là Quang mới up một cái bài sầu riêng chứa chất xơ ha, chứa chất xơ là cái chất giúp cho chúng ta giảm cân. Thì chúng ta đừng có bao giờ mà cứ bị ám ảnh, gọi là sự ám ảnh luôn, cứ lúc nào cơ sầu riêng béo lắm, sầu riêng nóng lắm. Và cái nóng cái béo đó là Quang đã nói rồi là do thuốc hoàn toàn. Cái nóng là do thuốc hóa chất nó làm cho nóng, và cái vị ngọt, cái thuốc nó tăng kích thước ngọt nè, nó làm cho độ béo nè, nó làm tăng tất cả mọi thứ, cái đó mới là cái nhân mà các bạn đang cảm thấy là nóng và béo. Nếu mà chúng ta ăn trái sầu riêng hoàn toàn là chính tự nhiên, sầu riêng sạch thì đủ lượng của nó thì nó đều là chứa vitamin, nó cũng là một trái cây thôi. Thường ông bà xưa chúng ta nói là trái cây luôn luôn mang lại vitamin, và trái cây là thành phần giúp cho chúng ta chống lão hóa và đẹp da. Thường những câu dân gian, những cái lời truyền của ông bà xưa ta không bao giờ sai hết. Tại sao ông bà lại nói như vậy? Tại sao ông bà lại đúc kết cả qua ngàn năm, đúc kết ra những cái kinh nghiệm như thế? Thì phải có nguyên nhân, và nguyên nhân là như vậy đó. Nếu mà, tại vì ngày xưa không hề có thuốc, không hề có hóa chất, hoặc là không hề có những cái tác nhân bên ngoài để giúp cho trái sầu riêng chín nhanh qua một đêm là chín. Qua một đêm chín mà từ trái sống trở thành một trái vàng ươm ngọt. Ngày xưa không có. Thì ông bà chúng ta đúc kết ra những cái kinh nghiệm đó rồi thì giới truyền lại cho chúng ta là những kinh nghiệm đó hoàn toàn đúng, không sai. Cho Quang bỏ qua một số bạn nhiều quá mà đọc không được. Bộ luận Minh Lê. Rồi Đức Nghĩ rồi, bây giờ bắt đầu Quang đọc, Quang vừa ăn Quang vừa đọc rồi. Đọc cái đó nó rất kịp. Nó kịp hơn.
Chờ Ngô Trường. Đang cần headset em thì đi qua quán em đi. Không biết ủng hộ cho em mà còn nói đang cà phê sát em nữa. Anh có thể cầm đi cà phê của quán sát bên, đi qua quán em ngồi. Em hoàn toàn không tính tiền phí ngồi. Order 8 triệu. Em không biết quán này là order dưới quầy hả? Có order dưới rồi, nhưng ý em là dân sao lên lâu lên quá đó chứ. 8. Có dân mẹ anh chứ. Bên đây quán của Quang nằm ở số 35 đường Trường Sơn, quận 10, đối diện với cổng công viên Thọ Trắng. Chụp công viên Lê Thị Riêng. À đây nè, đây nè. Để Quang quay cho mọi người coi cái đây, đối diện quán ha. Đó là cái cổng công viên Thọ Trắng, thấy không? Rồi quán qua nằm bên đây. À, có nhiều bạn thì thắc mắc tại sao mà quan để khi mà đi ngang qua quán quan thì không nghĩ là ở trên sẽ có chỗ ngồi lại cho các bạn để các bạn ăn những món về sầu riêng như thế này đâu. Tại vì quan chủ yếu là quan nhấn mạnh quan làm mà về sầu riêng sạch, và cái đây cái store về sầu riêng sạch. Thì ở ngoài chỉ là chữ HTQ sầu riêng sạch thì mọi người cứ nghĩ là chỉ bán sầu riêng thôi, còn bên trong thì qua làm một cái phòng ở trên đây để cho mọi người ngồi để ăn những cái món về sầu riêng. Cái gì vậy? Bánh gỏi nước xăm. Trời ơi, nước xăm nữa hả? Tí là đi Đồng Nai uống. Đi Đồng Nai uống. Ngày nào chẳng quay đêm tới khuya hả? Hôm qua không tới. Tối khuya không anh? Hả? Tối khuya không? Tối tới 12 giờ. Chị đủ mắm chơi vậy giờ nó ok. Chị đi quay đi, cứ đi lên kia đi. Sao anh like bên đây em không báo ta? Hôm nào ăn ghé heo, tưởng em đang ở quận 7, đang ngồi cầu hiên. Quán của em bên quận 10, đối diện công viên Lê Thị Riêng. À quên, bán sầu riêng. Đang bán sầu riêng không? Nó chậm bên ngoài. Nó chậm bên ngoài. Đúng rồi. Đừng chuyên mà. Ngọc Hân. Ai ghim giùm anh đi cái địa chỉ quán giùm anh. Số 35 Trường Sơn, quận 10. Đối diện công viên Lê Thị Riêng, công viên Thọ Trắng á. Nguyễn Bích Ngọc. Đi cho anh hai cái số ha. Món gì vậy? À chưa có sự. Kéo cái làm trắng lên nè. Ủa, double hả? À. Mất số điện thoại của bạn và không biết là sao vậy thôi. Xin thầy anh. Không biết bạn gì để đổi cái điện thoại cái dấu gắn xiên quá. Ghi được không? Em ghi được không? Em ghi được không? Anh phải ghi ta. Chứ anh ghi qua phải anh mà. Dạ. Không được anh. Đấy, anh thấy rồi. Anh thấy. Anh ghi được nè. Anh ghi. Rồi. Mà thiếu hai số hotline. Vậy thôi em sửa lại không vậy? Ờ em sửa cái đó lại. Sửa được đâu? Thì em em phải comment lại có hai số like nữa anh mới ghi lại lần nữa. Giờ để em comment lại em. Nguyễn Duy Tiến. Nguyễn Duy Tiến. Anh sầu riêng đá bào có nguyên muối sầu riêng trong đây. Nguyễn Hổ. Lý Đông.
Thế Cương. Chín năm tám sáu ba chín. Rồi gặp xem nữa hả? Hai số mà thôi kệ, ghi đại số. Mà ghi số cũng được. Rồi đúng không? Không, 9 3 2 9 5 8 6 3 9. Rồi đó, Quang mới ghi cái trên màn hình cái địa chỉ của quán của Quang á, là số 35 Trường Sơn, đối diện với là công viên Lê Thị Riêng, quận 10 ha. Với lại cái số hotline 0932 93 958 639, và một số là 0938 483 989, để cho các bạn order sầu riêng hoặc là bánh rết sầu riêng, những cái món sầu riêng nè, sầu riêng khui hộp sẵn nè, bánh rết sầu riêng thì Quang sẽ ship tận nhà cho các bạn luôn. Ở các vùng, các quận trong nội thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh ha, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, các quận là giá tiền ship là 30.000 40.000 tùy quận thôi, giá tiếp ship đó là quán hỗ trợ cho các bạn. Thường là ship Grab, là ví dụ từ đây từ quán qua mà đi tới Thủ Đức là hình như là tới 50 mấy 60 ngàn lận, 55 hả? 55 ngàn, nhưng mà Quang vẫn tính là từ đây ship tới Thủ Đức là 40 ngàn thôi. Bạn nào mà cần nó có nhu cầu về sầu riêng sạch ha, Quang phải nhấn mạnh là sầu riêng sạch an toàn cho sức khỏe nha, những cái sầu riêng bên Quang là hoàn toàn là sạch hết, chính tự nhiên và hoàn toàn không thuốc ha. Bây giờ Quang đang chạy chương trình là Quang bán 150.000 một ký, thay vì cái giá niêm yết của Quang là 195.000 một ký, và khi mà Quang khai trương từ lúc mà Quang bán giờ là Quang hay giảm cho các bạn là còn 180.000, và bây giờ Quang đang chạy chương trình là 150.000 một ký cho hết tháng 5 này. Đang tháng 5 đúng không? Bữa nào mới 29, tới 31 là 3 ngày nữa. Cái hũ này là gì vậy anh? Cái hũ dầu thơm á. Trời ơi, xíu xíu nó giảm gì nữa. Ôi, bây giờ chỉ mưa rồi, đây đang cơm. Hồi nãy nó đang mưa rồi, ngay khúc gần đây. Ừ. Sầu riêng của anh mua hay trồng? hỏi những cái câu anh không trả lời được luôn. Anh nói tụi anh kinh doanh sầu riêng là có farm của anh ở dưới Tiền Giang ha. Có ai hỏi hay cái đó không mẹ? Ai ạ? Ngọc. Ai đây? Nguyễn Trúc Như. Ngọc Lê. M hả? M chắc là do đường truyền bên em hay là do mạng em? Tại vì anh sử dụng wifi mà. Cho nên ông về Sài Gòn tại bữa nào rảnh qua quán tôi ngồi chơi. Anh Cường khi nào anh về Việt Nam anh ghé quán em. Anh thấy Cường hả? Ừ. Chơi chung với đất tụi em nè. Ừ. Kệ anh chứ kiếm em kìa. Ừ. Nãy giờ ăn tô sầu riêng đá bào no cũng chết rồi, còn mắt to cái bụng hoa mắt luôn rồi.
À. Chào Thành Lợi. Ngon quá. Ăn tô này chưa chóng mặt rồi. Dân với bác gái làm gì vậy? Ủa giờ sợ bác qua xíu ai chẳng có về. Ừ. Anh để về luôn mà. Nó rồi đi á. Mà xíu sao về, xíu anh về nhà cho anh tới Đồng Nai đúng không? Ừ. Anh tí nữa anh về nhà anh cất xe máy, đi xe hơi đi làm. Vậy nãy giờ thắc mắc là chiếc xe anh đi bằng cái gì qua đó. Chiếc xe máy đẹp đẹp dữ. Tống Kim Cẩm Tuyền đâu bà tự kêu bấm cho nhiều ủng hộ đi anh Na anh Hiền Thục Hiền Thục làm mới vô á. Ừ. Phương Thanh à. Không anh không ăn nổi nữa nhiều quá à, sorry khui sẵn bên anh đang chạy chương trình là 550.000 một ký khui sẵn ha. Nói là một ký như thật sự lúc nào bên anh cũng cho cân giờ một ký mốt một ký hai trong đó. Đây là bạn Tihana, là quản trị viên fan club của anh. Hôm nay từ dưới Cần Giuộc lên đây ra quán anh. Ây da, lạnh quá trời. Hèn gì đây nè, trời. Để 23 độ. Đó vậy như khi cái đường trên vậy nè, comment tới lúc nào cũng trễ. Mày chỉnh chút xíu, anh chỉnh cái máy lạnh, anh lạnh quá. À đây. Không có thành viên đá vào mà nó hỏi ai ăn, chị ăn chứ phải là chú ăn. Ấy. Sầu riêng đá vào ai ăn vậy? Anh ăn. Anh ăn hết sầu. Sầu riêng đá vào. À đúng rồi, bé Hình Phục nó hỏi nè. Ừ, chú ăn tô sầu riêng đó bạn. À, anh Quang ơi, em sorry anh hôm qua em kêu để anh em gọi báo anh, tại vì cái sầu riêng chuyển đi cho anh không có được, tại vì nó chưa có chín nên không có chuyển đi cho anh được, anh lên đó anh không có ăn được. Em kêu em gọi cho anh mà không qua em quay em quên mất tiêu luôn, tại nhân viên nó báo em quên mất tiêu. Còn chuyển mà sầu riêng khui sẵn lên cho anh thì không có chuyển được, tại vì gửi xe là nó đi mất nó đi có 7-8 tiếng thôi, nhưng mà cái quá trình mà mình gửi bắt đầu mình đưa tới nó xong nó chuyển lên cho mình gần một ngày nửa ngày 12 tiếng đồng hồ. Em qua ăn với anh nè, Lưu Đức Duy. À, qua đây Duy. Lạc uống cái đó hả? Làm sao ăn bánh? Không. À. Bánh thử đi chi. Chút ăn hoa bánh lắc rồi. Anh Cường là hả? Anh họ là con gì với anh hả? Anh Cường hả? Dạ. Anh Cường ở bên Đức á. Dạ, cái gì của anh á? Ông mẹ. Ăn mà quay mà view quá. Vợ bên tiếng. Trời ơi. Bây giờ hơi anh tịch cho anh nói chút xíu xong rồi cái cho nó đói là cái anh ăn tiết cơm anh rép. Anh ăn mấy món rồi, mấy món rồi. Mới ăn có 3 món. Trời. Ăn không ăn. À, chị hứa gì đừng quên. Chị ăn, nữ hỏi, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh. À, nữ Văn Ngọc, cảm ơn. Duy đâu rồi? Tiết Phương Nguyễn. Anh đang tranh thủ qua quán nè. Anh qua quán chút xíu rồi tí nữa anh đi Đồng Nai quay. Tí là anh khoe với em cái áo lông anh tự làm á. Anh đặt mua 11 tấm lông. 11 tấm lông đủ mà 11 màu luôn. Để làm cái vai make up ở trong phim vừa rồi đang quay á, là sắp tới sẽ đi Đà Lạt quay. Anh với chị Ngọc Lan sẽ vô lên Đà Lạt sẽ làm một couple. Là nó cặp chị Lan hả? Ừ.
là nên hai chị em sẽ là mỗi người 11 cái áo lông. Thì hồi sáng mới là ba nó đổi avatar hồi nãy. Ừ. Đây là cái áo này anh tự làm. Ừ, tự tay anh may á. Giỏi à. Cưng không? Cưng không? Cái này cái này là anh để ở nhà rồi, nên nếu mà đi xe hơi thì có thể anh quăng lên xe để tí cho chị Lan mặc thử. Cái này là của Nam, cái này là cái cuốn của Nam đây, anh cuốn đây, hiểu không? Đó, của Nam, làm cho Nam. Anh ví dụ anh mặc cái áo dài của bà chế đó, anh sẽ cuốn cái này lên là Nam, còn cái này là cho nữ. Đây Nam đây. À, đây bà chế ở trong đây, anh quay clip đó. Tự làm đó, coi trong live stream này có sao có Facebook đoạn này đi. Có cái đùi thấy không? Có hai cái đuôi hồ ly. Đây còn cái này là cho chị Ngọc Lan nè. Cái này anh may luôn hả? Anh may. May 11 là 22 cái. Nhưng mà mới quay được có 2 cái à. Đây là cho bà chế Ngọc Lan. Cái này đẹp không? Đây là nữ. Hồi nãy là của nam, của nữ tất nhiên phải đẹp hơn rồi. Đây là của bà chế ha. Ê, quay xong tặng em cái. Của Ngọc Lan. Anh lấy của chị Ngọc Lan. Khi anh may xong là nó thuộc về của chị Ngọc Lan. Trời trời. Mày ăn phạt cái dài nữa mới ghê. Hồi sáng đây là gãy 3 cái kim nha. Mấy may gãy 3 cái kim. Đi làm có thời gian còn họ may á. Nè. Tại vì đem ra ngoài người ta may không có đúng ý, với lại không còn thời gian. Trời ơi, khoe đôi dây chằng quá trời. Thấy không? Đây là của nữ. Đây là cái áo để chụp. Đó. Mai mốt là ở Đà Lạt là toàn bộ là mặc áo lông hết. Đà Lạt sắp mấy đi à? Trời minh mắm. Sắp đi rồi. Quay mấy ngày ở Đồng Nai rồi bắt đầu đi Đà Lạt. Đây là bánh rét sầu riêng. Anh nói bánh rét sầu riêng bên anh là anh đảm bảo nó ngon. Trương Thanh thấy anh qua anh sầu riêng mỗi ngày mà không thấy qua nữa. Ừ. Qua là nói rồi. Nguyễn Trúc Dương này là có thích bảo vậy lắm luôn á. À dạ. Lóc Facebook nè. Cho kỳ vậy. Cái sầu riêng mà qua nói với mọi người cứ kêu là ăn sầu riêng nóng. Ăn sầu riêng. Ăn sầu riêng nóng rồi mụn á. Thì Quang đã nói rồi, nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta ăn một mức vừa đủ rồi chúng ta uống nhiều nước vô thì sầu riêng nó chỉ cung cấp cho giá trị dinh dưỡng, đúng cái giá trị dinh dưỡng mà trái sầu riêng có thôi. Vitamin nè, rồi kali, phốt phát, rồi chất xơ. Thì các bạn ăn nhiều quá thì đâm ra nóng, với lại một phần là Quang nói là nóng là do một phần là các bạn mua sầu riêng không đúng. Sầu riêng nhúng thuốc. Cái thuốc á là hóa chất á, nó mới làm cho cơ thể chúng ta nóng lên. Tại vì hóa chất nó, nếu mà các bạn làm về sầu riêng như Quang thì các bạn sẽ, nếu mà ở trong, tất nhiên ở trong ruột á, trong nghề các bạn sẽ biết. Ai? Không. Cái thuốc nó độc lắm, cực kỳ độc. Nên các bạn, nhưng mà nói là Quang ăn sầu riêng liên tục, ngày nào cũng ăn, có khi khuya 12 giờ đêm Quang thèm, Quang ngủ Quang lại Quang thấy thèm, Quang chạy xuống Quang ăn sầu riêng. Nhưng mà da Quang hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Và đặc biệt hơn nữa là trong thành phần trong trái sầu riêng á, nó giúp cho chúng ta chống lão hóa da nữa, giúp trẻ hóa làn da nữa. Anh chưa? Cảm ơn em. À thằng Trương Hoài Bảo nó xuất hiện rồi. Hồi nãy giải nhắc tin với em mà, nãy giờ hỏi chị vậy đây. Em qua được, em được rồi. Nên hẹn em, em ra 4 giờ em về, nó 4 giờ nó chưa qua được. Nay chở ai đi khám bệnh. Ủa chị Dân, sao không ăn
Má suốt ngày nó chở người đi khám bệnh, nó đi này đi kia hò. Thấy tao ngại đi với cái thằng gì á. Quýu á. Gặp bầy dùng á. Thần tượng của nó đó. Trời ơi trời. Ghê vậy. Nãy giờ không có chạm tay luôn kìa. Em sắp bị lóc rồi á Bảo. Lóc tập đi như cho vui. Đụng tới nó là nó đi công việc. Vậy mà hứa không? Giao gì cũng hứa hết á. Mà coi như là không, anh không qua quán là lúc nào thấy nó mà nó có hình trong quán á. Dạ. À. Cái món bánh sầu riêng chiên anh ăn hết rồi. Anh đang ăn là bánh món bánh rét rồi. Thì ăn phụ mới hết á. Cái gì mới đâu đây kìa. Ánh Duyên Võ, anh đang ăn là món bánh crepe sầu riêng ha. Bên anh làm một hộp lớn là 4 cái lớn là 120 ngàn một cái. À quên, 120 ngàn một hộp. Rồi nói hồi này. Một trăm phần trăm là sầu riêng nguyên chất ở bên trong ha. Với em chứ không có chủ bột trong cái nhân sầu riêng giống như một số chỗ mà biết. Cắm bông hả? Từ từ em. Tại vì anh mấy đêm đi làm. Việc Huê bỏ cho em. Có chút chiều anh đi qua không? Sáng anh dậy là anh may cái đó đó. Giỏi vậy. Cái bị dưỡng rồi. Cái thằng giải đỏ luôn. Chút chuyện đi. 5 giờ đi em qua. Con 5 giờ trễ quá. Con 5 giờ đi giờ như trễ bị chửi lắm. Dạ. Ăn sầu riêng riêng luôn hả? Ghiền á. Ăn riết bị ghiền luôn á. Nửa đêm nửa hôm còn chạy xuống ăn miếng sầu riêng sáng ăn. À với lại cái này nè, Quang không biết là mọi người thử coi đúng hay không nha. Nhưng mà đối với Quang là đúng. Tại vì Quang bị về cái bao tử á. Thường á là bao tử mình ví dụ sáng ngủ dậy là mình qua một cái đêm làm việc á. Thì cái bao tử nó bị cào, bị giống như là bị cào, bị quằn quện cái bao. Người ta lúc mà bị đau quá cái bao tử người ta hay kêu mình ăn một miếng ruột bánh mì này kia. Hồi sáng nay và nhiều bữa khác thì qua cũng bị như vậy. Tôi qua lấy xuống qua ăn một muối sầu riêng thì qua thấy là bao tử và còn được chám giống như là cái ruột bánh mì. Thì qua nó không biết là đúng hay không thì mọi người thử coi sao. Nhưng mà đối với qua là đúng. Tại vì khi mà bị cái bao tử em á nó cào đau từ đâu á. Ừ, cái này là sẽ bị thằng đó. Mà anh xuống rồi cái em thử á. Nhà đâu có gì ngoài sầu riêng đâu. Cái em ăn chắc có thể ha. Ăn một muối thôi là lên nó êm. Giống như tại vì trong sầu riêng nó cũng có một cái là có cái chất béo nè, có chất xơ nè. Nó giống như cái ruột bánh mì vậy, vô là nó chám. Thay vì mình uống người ta hay kêu uống một cái sữa, uống sữa. Không, sầu riêng rất là tốt. Nhưng mà mình đừng có ăn lố thôi. Ăn vừa phải là nó rất là tốt. Đọc giá trị dinh dưỡng của nó nhiều lắm rồi. Chống lão hóa da này kia rồi trẻ hóa làn da rất là nhiều. Xin gọi mấy bạn chị qua chơi mà chưa nghỉ. Cao Biên Nguyễn chào em. Rino Giang. Nãy giờ quá giờ phán cái bạn kìa. Gái lớn rồi mà mẹ la. Ý giờ đang về sớm á. Nãy giờ nó bắt anh không chào nó kìa. Chào nó chị. Lát nó luôn đi khỏi chào. Ủa, thấy em mây cái lông chưa? Nè. Má mới nói ba làm phải không? Ba làm nào? Mẹ hả? Cái nào của ba? Không, ba chỉ trần cho em thôi. Để ba đạp máy bay được, em không đạp mà. Còn em khâu tay. Được. Em khâu tay, em đính nút. Để làm gì? Em đính nút với lại em làm... Nhưng mà tròn á, làm tròn á. Em làm cái con khuy á. Em làm cái khuy mắt phụng đó, em làm.
Nhưng mà xong để làm gì quay hả? Dạ. Quay phim. Thôi để chừng nào chị đi lên, chị anh sắp đi lên chị chơi. Em mới nói quay xong em xin rồi. Cái này là như cái đuôi con cáo thôi. Hai cái của nam là làm như đuôi cáo. Thôi chị quen. Cái đó em làm. Thôi chị gẹo chị ơi. Ô trời ơi chào em, nhanh vậy. Nhanh không? Quá nhanh, xuất hiện quá nhanh. Nói là chị đừng mà. Rồi. Em là đi giùm đôi dép không? Là em xuất hiện như dông liền đó. Mua đôi dép đâu vậy ta? Dép nào? Dép quay phim á. À cái đôi dép Hello là Kitty á. Hello Kitty trời ơi, bên đoàn mua cho em đó. Còn bị có nguyên cái bộ đồ mà. Nguyên cái. Thấy không? Thấy bộ đồ à, của bà chế không? Đấy. Nguyên bộ đồ mượn từ trên. Cái túi dễ thương dễ sợ. Cái túi là của chị Ngọc Lan. À. Giờ giặt trần nha. Cái gì vậy? Cái túi này là của chị. Cái túi này là của chị Ngọc Lan nè, đó. Chị Ngọc Lan chị kêu là để chị mang cho nè, cái mắt kiến màu hường cũng là chuyện của chị Ngọc Lan. Cái đầu nhộm thôi kìa. À, cái đầu nhuộm là Mr. Đàm. Cái chuỗi. Là cái sâu chuỗi, cái áo với cái quần, cái vớ, cái giày là của anh phó đạo diễn. Anh Thái Minh Nhiên đó. Mọi người. Anh mà muốn mượn đồ dễ lộ mà dễ thương là anh phải qua em nè. Làm gì mặc mặc được đồ của em? Không, mấy cái phụ kiện á. Anh có giờ biết đâu, anh Nhiên anh stylist cho anh mấy cái này chứ anh có biết cái đó. Anh có gắn cái đó. Hôm qua em nhìn xong em hỏi. Ủa. À, cái bộ đồ màu hồng nữa, bộ đồ màu hồng cũng là của anh Thái Minh Nhiên luôn, anh phó đạo diễn luôn. Em hôm qua em hỏi ủa. Nè. Bộ đồ màu hồng này là chờ con sexy chỉ gặp cá. Ờ, mặc luôn hở vai liền. Vui lắm. Ở trước anh đi Đồng Nai hả? Ờ đi Đồng Nai. Cái tóc này đẹp ha. Đẹp. Cưng không? Cái tóc mình bật bộ sa rê á, mấy đứa fan nó lấy là avatar. Sa rê đâu nè? Ờ avatar. Nữ là thầy gắn tóc dùng nữa trong má dưới sợ. À đúng rồi, cái khúc mà Sari bị dở cáo lên vậy nè. Sari gớm vậy. Sao má coi tấm đó chưa anh? Anh nói lúc đó hả, em không cho tình, không cho đổi tóc giả. Em anh nói không được đổi tóc giả cho anh. Ừ. Làm sao giống như mấy bạn. Tại nó biến thái á. Mắc cười. Đâu có dám đổi tóc giả đâu. Tấm này hả? Đúng rồi, tấm đó là avatar anh. Nhưng mà nó nhuộm nhìn bị giả. Đâu phải nhuộm đâu em, anh chết màu á. Ừ thì chứ làm có hai cảnh đó thì người làm cho nó chứ làm sao mà trời này. Ủa mà sao anh không đổi tóc giả? Thôi nóng lắm. Tôi hỏi anh chứ tại sao mà toàn đồ mới không vậy? Anh đâu có đồ đó đâu. Người ta gửi tiền cho em. Anh có tin cái điện thoại em xóa. Lâu quá không nạp á. Cái khóa của em trời ơi. Thấy anh chụp vô Facebook cái thứ kỳ sao lên. Hôm qua em nhìn không ra luôn á, em nhìn ở trên mới thấy chị Hè chỉ qua em nói nhìn kỹ mới nói trời ơi sụp đổ một tình yêu. Cái phim nó cái sitcom này á quan đóng á toàn bộ 100% là vui lắm. Thấy trang phục thấy vui đó. Con cái là phải up liền nha để coi nha chứ thấy là gần anh thấy gần phim đâu nhà đâu mà hả chê phụ nữ mà để yêu mà xuất hiện toàn là hả toàn là chế cuối cùng là cái cuối cùng là có phụ nữ thiệt không cuối cùng là bông dẻ trái hả? Bông trai vậy bông dẻ trái đúng rồi đó nó cho duyên dáng gì đi chứ kể hết rồi lấy gì coi nữa. Chào Phong Nguyễn sao không có sẵn sàng rồi làm cái gì không chưa nạp tiền rồi nạp rồi nó báo kìa nó báo cái số nhận không có trong tài khoản còn tới 500 mấy luôn. Chào Bình Minh nhưng mà em check lại cái ừ. nó khóa nó chặn một chiều của em á. Đúng rồi. Rồi được rồi, ok rồi. Nguyễn Thị Nhã Linh xin chào em. Mai mốt lên Đà Lạt mặc đúng một bộ đồ. Ủa, thôi cô Tâm con là Duy nè cô Tâm cô gửi tiền cho con đúng không mặc đúng một bộ đồ. Bộ đồ màu đen quấn 11 cái lông. Tại vì lông có 11 màu á nên bắt buộc là phải mặc màu đen để cho nổi toàn bộ màu. Có màu màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu đỏ, màu trắng, màu nâu, màu xám, màu tím, màu nhiều lắm 11 màu lận, 11 lông, 11 tại mua 11 cái màu lông thú cho một bộ phim á. trong một group ở Đà Lạt thôi đó 11 cái lông anh có lấy ở trên Facebook ở đây welcome
Nè nãy giờ anh này nhìn em hoài, em hỏi ở chết đâu chết mà anh tuyển được trai đẹp như vậy? Quán anh là trai đẹp không? Một mình anh là em đã đủ sao xuyến rồi ngày nào. Ủa hôm nay hết chơi cái trò tô sạch mỗi ngày nữa rồi à? Tô sạch đem về cho khách thôi, giờ ăn tô đẹp đó đi. Vậy đi cho dễ thương, duyên dáng được chụp hình. Anh ơi cho em miếng nước thôi. Trời ơi anh bớt hạ thính em lại đi. Một mình anh quang là ngày nào em cũng phải qua đây em ăn. Em đừng mặc gì cho nó lạ nha Long. Trời ơi hồi sáng là sáng anh up vô group á, tại vì tụi anh đi quay lúc nào cũng có một group ở trên, luôn luôn có group á, ngày nào cũng thả thính ở trên đây, group của phim á, tất cả các diễn viên đều có mặt trong đây. Anh up, anh với chị Ngọc Lan up những cái áo lông lên là cảnh cáo mọi người là không ai được phép mặc đồ lông khi ở trên Đà Lạt, bởi vì mặt cũng không có chặt chém lại hai chế em. Tại tụi em mặc tới 10 giờ. Khi nào quay? Quay rồi, đang quay mà tới 96 tập lận. Để xem hai anh hai cảnh. Là hai cảnh là anh xuất hiện là mặc đồ hồng đó thôi. Sau đó là bắt đầu là anh mặc áo dài. Tóc rồi sao? Tóc dựng một là khác chứ, tóc khác. Em thấy là cái ngày đầu tiên anh quay là cái ngày anh phải bắt anh em là em thấy lực. Cái bộ mà tóc gì màu xám trời, màu xám đó là chả nha. Cái ngày đầu tiên là buổi sáng là anh quay là lúc mà 10 năm trước, lúc là anh còn là học sinh đó, sinh viên đó, là tóc bình thường. Sau đó là phải cho anh 2 tiếng anh phải chạy đi cắt tóc, anh cạo hết hai bên đây liền. Là chút cái trường hơn có cái tiệm tóc lớn, tiệm nó vui đẹp, vô đó cạo cho vào 2 tiếng rồi cạo đầu xong về làm tóc, lại quay những cái cảnh của những năm sau, nên đoàn phải quay hết toàn bộ những cái cảnh. Tôi ngồi lại chút xíu tâm sự luôn không? Ờ anh ngồi đi tâm sự đi, ở dưới em đâu thấy có khách đâu. Chịu nổi không? Ở dưới khách người ta mua về chứ người ta làm gì đúng với bà nè quá giờ. Ở đâu ra? Nhân viên của anh ai cũng đẹp. Nhưng mà đẹp nhất là chủ quán nha. Phải nhớ, phải nhắc. Anh mà không khen chủ quán xin bị lóc á. Bị lóc Facebook. Chủ quán này ngộ lắm anh. Quốc Duy Duy. Không được khen ai. Đâu bây giờ anh mới biết là chủ quán tự anh Quang, tự anh có cái tấm hình nào mà gửi cảm xíu mà anh chưa up Facebook không? Tặng anh up cái rồi mà. Tấm nào gửi cảm chưa up á? Hôm bữa về ngủ không được cái tự cởi áo ra. Ủa, ở trần chụp hình. Đây nè. Hả? Tại vì mới đầu là không có tính chụp hình ha. Tại về cái chụp hình bỏ vô group phim. Bỏ vô group phim mới là chụp hình, là em về tới nhà là em ngủ ngon. Đó đang đó là chọc mọi người thôi. Đó cái thấy mình cởi trần cũng được xong mới ngựa đó. Xong mới ngựa đó đủ thứ sình đó ghê không? Sao em nói anh bữa sáng sao anh hấp phim quá, hôm nay hết giảm có hết giảm rồi, hết giảm 10% à, hơn 200 hai tuần rồi. hai tuần hai chương rồi. Dụ khách hàng nhất thiết có giảm không anh? Em thích là anh giảm à, thấy chưa? Vậy là phải nhớ mốt nói anh quan kêu nha. Quên hay lại đua không? Ủa này như 50 đúng không ta? Chị bảy có 49 ngàn một cái năm không thói tiền luôn. Chứ là còn mua gì về đó không? Tao tính luôn còn mà. Trong đâu phải mua cái bánh chiên gì đó. Bánh chiên đó em phải ăn một lần trước khi về kêu nó làm, hay là ăn luôn. Tại vì bánh hôm nay à. Tại vì bánh nó sẽ làm nó giòn, nó nguội nó sẽ không ngon. Mà nó đều làm hết khi mà khách order mới làm. Nó tươi hơn chứ tụi anh không có cho làm sẵn cái gì hết. Nhưng mà bên này là em chỉ thích ăn chè này thôi, với lại cái đá bào ngon lắm. Đá bào mới ăn xong nè. Ý còn miếng táo. Chào Quý Dũng, happy birthday muộn em một ngày. Bây giờ em không biết, không phải em quỷ các bạn với anh mà anh là người quỷ các bạn với em, phải không? Phải. Em về em chửi cái con là tay em là tại sao là ngứa tay em hủy mà tại sao mà em Nguyễn Thị Thoại Mỹ cảm ơn Nguyễn Khắc Bình, Trần Quốc Thành, trời ơi hình ít hồi nào người ta là hình người ta ở trần giống như mình đi bơi thôi, có gì đâu mà nhìn nhiều người hay lạ lắm. Bữa nay cứ ủa tại sao rồi kêu là mặc đồ sexy này kia, nhưng mà đi bơi tại ra hồ bơi đó, Hà Rầm đó, thấy không, cũng là mặc cái quần bơi đó bình thường. Anh ơi đầu óc không thông giác, cái bao ni lông cũng thấy nặng
ta chụp vậy mà hay vậy quá. Khánh Trần, em chào anh. Chị đã lên Sài Gòn đánh Khánh Trần. Anh đem chụp hình cái nè. Trời ơi, tự sướng luôn nè. Ờ vậy thôi chị chụp cho em đi, đúng rồi. Ủa đó thôi, cái bằng chị vậy. Chị bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn 3-4 tuổi. Em mới có 18 tuổi em chị chụp chị, đúng rồi. Ủa chứ chị nhìn mặt em chị nghĩ nhiều. Dạ chị. Chụp cái gì vậy? Nè. Huyền Mỹ, anh bán ở đâu? Ở số 35 Trường Sơn em. Ủa 35 à? Hôm bữa em nói là 48. Trời ơi. Hôm qua có người hỏi ăn sầu riêng đâu ngon. Cái mỹ lỗi như vậy. Hả? Có con mèo mà. Ủa sao em không rảnh em chụp cái này nè. Cho người ta lên đó. Con không chụp chung với anh á. Ở vậy hả? Ủa? Quay quay. Cái gì vậy? Em nói em chụp hình với anh mình xưa. Cho bụng che cái bụng lại. Cái này em mới lên 2kg rồi đó. Dạ con đi đó đẹp. Em muốn lên ở góc vườn nè. Để anh chụp hình chút nha. Trời ơi cái gì mà sao môi đỏ kia vậy? Môi ai? Ông làm sao mà cái môi em đỏ. Ủa? Anh chỉnh sao vậy em coi đây nè. À, em quẹt lại, quẹt. Em để chế độ được cái này, chế độ pin. Ta để chế độ con mèo tự nhiên. Bà quẹt bậy quẹt bậy. Ê, của người ta sao, rồi sao bà con ta... mèo hả? Con mèo hả? Người ta chụp con mèo mới dễ thương mà. Ôi chị xuống chút nữa. Đúng rồi. Trời ơi con mèo mặt của ông kìa. Trời ơi cháu lên dùm cái. Được đi ha. Chụp lại này, chụp lại con gấu nè. Cảm ơn Nữ Văn Ngọc. Trần, chưa biết khi nào anh ở Đà Nẵng làm việc, khi nào anh có dịp anh sẽ ghé em. Dạ em cảm ơn anh. Lê Ngọc Kiều Duyên, chú riền sầu tiếng đứt mức mà ôm gối sầu riêng luôn. À chú riền sầu riêng, tại quán của chú là sầu riêng nên cái gối cũng là sầu riêng. Giờ muốn kiếm cái gối hình trái táo không có đâu, trái sầu riêng không mà. Nhỏ tạo miếng khác đi. Chị cứ chụp đi, chị cần một con thôi được rồi. Đó, giờ con là con chứ không được, không được chụp lại. Dạ, được rồi. Vũ Duy. Sao chụp bình thường cho đẹp lại chụp con mèo con chó vậy? Người ta vậy, người ta dễ thương vậy mà. Bà nói gì vậy? Cái này con thỏ hả? Ờ. Cái gì bà? Cưng quá vậy? Sao bà cứ gửi hả? Phiêu clip đi. Gửi qua kệ mẹ bà đi. Không ra quán được, chị My Nguyễn. Chị bận mà, có gì đâu. Phạm Thanh Trúc. Ghét nhất là cái điện thoại. Em đi ăn nhiều cái chỗ chè. Lâu lâu cái nó tự, anh không hiểu nổi cái này. Sao nó bị gì? Nó tự cái ánh sáng nó bị mệt hả? Ờ bị xuống màu á. Ý là nó để tiết kiệm pin á. Tiết kiệm gì? Tự nhiên đang sáng cái tự nhiên nó điều chỉnh ánh sáng cái chất quốc à. Ghét nhất cái điều đó. Ai muốn nhiều được ăn sầu riêng em, ngon em mà dơ. Ai muốn ăn sầu riêng ngon mà vừa chụp hình được cái anh này chỉ qua đây nè. Được, anh mỗi lần mà anh mà xuất hiện là em à? Ở đâu mà rảnh là em như dòng em bay lên liền, thấy không? Ờ mới thấy em trong đây trong live stream của anh, cái anh xuất hiện ra hết hồn luôn. Mà cô ấy rất là bé ấy rất là nhỏ nhắn nha, vậy là xuất hiện thấy rất là nhanh. Về thôi mình xuất hiện rất là nhanh. Nhỏ lắm. Nhỏ lắm, có 130kg thôi nha. Mà nhiều người nói em mập là em không chịu. Anh biết sao không? Em bị dị ứng cái cuộc đời á. Nên em phù ra đó. Mà nói không, có nhiều đâu. Còn không có béo. Đó, đâu có béo đâu không. Gấp có... đâu em quang không. Nhưng mà hôm giờ không thấy béo. Thì đúng rồi. Thấy hơi mập chút xíu. Hơi mập chút xíu. Nhìn nó không bị sồ. Ờ đúng rồi. Em chụp hình ai cũng nói rõ dễ thương. Sao nó kỳ vậy? Nó kỳ là sao? Không phải, em đưa khăn giấy đi. Nó bị dơ cái màn camera. Đâu, camera trước. Để dùm lâu camera là gì? Để dùm chưa đâu. Đó, thấy không? Thấy nó khéo không? Chị chụp B36 chụp không, sao chụp con này con kia? Nè, vô đây chụp luôn nè chị.
Trời ơi, chưa gì hết á. Anh mở mất kiến không, anh ấy lại, anh chưa gì hết em bấm à. Anh chưa có điều khiển cái ánh sáng trong kiến đi mất đó. Đi lơ rồi. Ừ. Không, cài dây á chứ. Xong cài dây chấm đỡ. Cài dây là cài sao? Cài dây là 3 chấm 5 dây á. Không không, cái đây nè, cái 3 chấm nè. Đó thấy không? Cái tham nè. Đó để 3 dây. Em chấm một lần nữa là 6 dây. Chào cô Võ Mỹ Phương. Chiều nay qua không đi. Dạ tí rồi cô đi Đồng Nai nè cô. Bây giờ sẽ đi Đồng Nai hàng ngày luôn rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Xa vậy. Xa nhưng mà anh quen ngủ ở nhà rồi. Xa cách mấy cũng đi về nhà. Làm lại nó bị dâu. À. Ngủ ở đó thì là mà ví dụ là khuya quá ví dụ hôm sau làm sớm thì anh phải anh phát một ngủ nhưng mà ngủ chỗ lạ không có ngủ. Dạ. Ốp liền tay tắt vào cho anh đi, anh cho hiển hồn. Đang qua đây đi, mà có cách em đâu không? Dạ cô. Nè. Để mai mốt mà lịch quay của con nó con quay xong cái phim này nè, vơi vơi cái hẹn hò tụ tập ở đây rần rần. Cho vui nè, chị kết vô. Qua đây là phải, mà mấy ảnh nhớ là phải có lấy nước không luôn đó. Ừ. Có một cái chỗ Tạm Anh Khoa nó mới mở cái kè này nhưng mà nó vẫn không ngon mà. Dạ. Để em đồng ý đây nè, chút xíu đồng ý. Dạ. Bên này là anh biết em thích ăn gì nhất bên này không? Đậu phộng á. Đậu phộng. Dạ. Ồ, đậu phộng đó phải đặt. Ủa, vậy có phần hả chị? Ở dưới Tiền Giang á. Cô đó làm nhờ. Dạ. Chị kết bạn đi để em. Dạ dạ ơi, dạ đó. Đồng ý rồi mà. Đồng ý rồi. Thấy chưa? Hi ha ha. Nên là phòng mỗi lần mà ở đây là thấy hiếm lắm. Tại mỗi lần nhờ là đặt ở dưới làm nó cổ làm có, cổ đâu có bán đâu. Phải nhờ năng nghỉ làm giùm nó hai lần ra 2 kg. Nhưng mà ngày là xài hết không? Hết rồi đúng không? Đâu, đồ phụng đâu có cho nhiều được, khách ho sao có nhiều người tới nữa. Một cái chén này ví dụ chơi đó em thấy không? Mấy chục cục thôi. Là của em mấy chục cục là nhiều đó. Anh em có nói hả, ở dưới người ta cũng nghe. Nghe. Chứ nó ăn cầm đi, ăn cầm cái máy này nó định hình bị chậm. Dạ. Ủa, cái này là anh mở lên đây nè. Thấy không? Thôi để cho nó đứng đây đi, tại vì cái máy này nó rung 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 là nó định hình chậm lắm. Nó bắt nét không? Đầu riêng sạc. Số 35, em hát số 35 á. 35 Trường Sơn là. Không, em để 35 đầu tiên là nó ra, check in ra. 35. Chắc kinh đó hả? Ừ, 35. Chứ Trường Sơn. Người ta nói đó, đó trên kia cái chứ cao chứ không phải người ta nói hình cũ quỳ sao. Hà Chí Qua hát cho Nguyên Pham đó, 35 Trường Sơn. Trời. Em gặp anh là chương trình nào anh nhớ không? Chương trình nào? Chương trình Giải Tiết Cầu Vồng đó. À. Nhớ rồi, lúc đó anh dẫn. Cái chỗ nào lúc anh không nhớ em luôn hả? Em nói là em nhắc cái thằng bé mà diễn ảo thuật mình đi vô nhàn cha nhớ rồi nhớ rồi chưa rồi chán ghê mà em hỏi anh hoài luôn á. Trời ơi em phải thông cảm chứ anh làm sao anh nhớ nhiều hết được mình như ta như liên nhưng mà lúc mà em nói về tới một vòng là anh có cái ấn tượng đó không hả? Rồi em là anh là người rủ em đi coi chương trình Ơn Giời cậu đây rồi đó, anh nhớ chưa? Rồi. Đây. Em nghĩ thôi. Ừ. Ấp gì vậy? Kiếm được cái check in gì vậy? Check in rồi. Cái gì vậy? Check in nó hiện lên liền mà. Xong đứng đi. Thì Giang cầm giùm em cái chụp ngang, cái Giang làm anh về cầm em cái chụp. Được không? Có gì đâu. Đây Giang đưa đây, Giang đưa đây, Giang đưa đây. Cho mọi người bà chết. Đang làm công chuyện. Ây da. Trời ơi. Thôi, nghiên cứu lại đi. Lâu rồi em chưa xem live stream. Nè, trời ơi cái chai nè. Vậy sao vậy? Không.
Em để dưới đất luôn. Mình ngồi xa ra chút xíu. Ê, em chờ chút xíu. Ngọc Hân lâu đâu, cái này live stream đâu gì đâu. Lê Thị Vi An, Ngọc Hân, Bỏ Hình Như Huyền Mỹ. Có quay phim mới không anh Quang? Tại sao ngày nào anh cũng up hình phim lên mà sao hỏi mấy cái câu đó anh? Có nhiều người hỏi hả? Cũng... mọi người thấy mà có nhiều lúc thấy anh like ấy, kêu ổ rảnh lắm hả, đi làm ổ gớt điện thoại người ta kẻ điện thoại anh không đó anh không có được người làm hết. Rồi chưa cũng không thấy các bạn cái họp lên đi đến cái họp cái gì đâu mà nó khó khăn quá vậy, nó trơn quá chị ta. Là được rồi đó, cái này là thấy cái mặt này. Đó. Đó. Nguyễn Đức Anh. Giờ đây chia sẻ. Sao kỳ vậy, hồi nãy anh làm được mà. Làm sao mà được giờ có cái mặt. Trời ơi. Ôi xin người thật đi, ông cầm giùm tôi cái đi. Ủa, vậy đi. Mà. Làm gì? Cầm ngang, cầm ngang. Không. Chụp camera trước. Làm gì? Ồ. Hết pin rồi, mới lớn. Rồi đúng rồi nè. Rồi. Rồi để tới 6 giây rồi. Được không? Đẹp xuất sắc không? Ừ, anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cầm dùm gì đi, em qua trước đi dễ làm. Máy anh lại lúc nó sáng lúc nó tối thui à. Ừ. À, như là hết pin á. Tại với lại anh nhoi nè, anh đang nhoi. Anh có cần miếng cho anh một cục sạc pin xong không? Ờ cho anh miếng đi, nó hết pin không nữa. Từ từ nó tắt màn hình luôn bây giờ. Được không? Trời ơi. Nó ác ghê, nó cầm giùm mà nó chỉ thẳng xuống trời dưới đây nè. Có thấy kìa. Gì đâu chị xuống sao nó thank you em, đi đâu em cũng phải có cái bà phần đó, người ta lên bóp lên rồi đó vô mà like mày bị nó vô like. Mai ship cho cô hai trái mon thon ăn liền. Mon thon hồi như đợt này con không có cắt hay sao cô, để con so cho nó kiểm tra ở dưới. Cho con cho kiểm tra xong con kêu gọi cho cô. Ừ. Ờ quán anh ở quận 10 nha Ngọc Hân. Cái tấm hình nãy là đẹp rồi đó. Ánh Duyên Võ. Tôi có môi lắm kìa. Cái dạ. Tấm hình nãy thì mới đẹp đó. Ủa cũng bắt trước dập theo rồi la. Hay vậy. Dạ cô. Hôm bữa em để bà chị em qua ăn á. Trời ơi, ăn về xong hai chị em đi. Ốc nóc luôn hả? Hả? Ăn no không? No. Hôm nay có sao không? Tại vì có ở dưới đó. Sơ sim sầu riêng. Rồi. Nương Huỳnh Ivy Nhi Phan. Đúng rồi này, mỗi là cái ly vậy đi, em bữa đó anh. Cái tô. Ừ. Tại lúc trước là anh mấy cái mình bán cho khách ăn xong anh giục luôn biết không? Mà sao giờ không làm gì, nó mắc quá hả? Đâu, nó vẫn có ở dưới á. Nhưng mà để cho khách mang về. Hoặc là nhiều khách mà muốn người ta nhiều lúc người ta muốn ừ, thì người ta thích thì thích cái ly nào. Gửi quà qua bên quán anh nhận được không? Ủa cái món chứ gửi quà cho anh nằm à, thì quán thì nên nhân viên đưa anh chứ không để nó lấy. Ủa vô tới đồ riêng là trong chiếc tô vậy hả? Cái ly ông ai từ nãy giờ nói ngược không, mà cái tô thì gọi cái ly. Mấy nay em bị ngược nhà Ngọc Hân. Đúng rồi em, anh ở đối diện nó luôn, bé Ngọc Hân đối diện với cái cổng luôn đó cưng. Nè anh cho coi nè. Việt Nam rồi đó. Không hè không học gì cả. Đây nè.
Đó, tại vì cái nắng quá anh phải che cái đèn. Đó, cái cổng đó. Quá đối diện qua là cái cổng luôn rồi. Thấy không? À, khách khi mà tới quán thì đậu xe bên đó luôn đó, cái bãi xe bên đó đó. À, cho nó an toàn và an ninh nữa. Chào Chế Vinh. Cái này là cái logo của bên Quang. Một xanh lè. Hôm nay mít hết chua nha anh. Hôm nay mít rất là ngon nha. Nó tùy đợt cái mấy bà đó bán thì mỗi mà cái giờ mà bán mà dở cấm câu phim tôi đóng nữa. Nói vậy ra em. Giờ mà chị vợ cấm tôi bữa nó chua. À không phải cái mít hôm bữa em ăn là ho đó, là không phải mít Thái, nó là mít vườn. Thì giá em nó bị ngọt chua nó rất là không, nó bị chua luôn á, mít mà bị chua là chua. Quay đồ ăn đi. Làm gì còn đâu mà quay, ăn hết sạch bách rồi. Đây quay cái bãi chiến trường nghe. Đó, cái bãi chiến trường. Anh, em thấy người ta có cái món là cái gì á? Xin tố hả? Ôi món mặn anh không có làm món mặn, tại món mặn đây làm nó bị có cái sẽ có cái mùi của mình ăn trái cây mà mình ăn trái cây mình đừng có để cho cái mùi của đoạn mặn. Trung Phong Cường, Nguyễn Lê, Phương Thảo Ngọc Trân. Phan Nhật Long. Trời xuống anh quay cái tủ sầu riêng cho mọi người coi. Cho anh mượn cái dép của em nha. Gì? Trời ơi. Thôi bị ướt rồi. Em đi mưa hả? Nó nguyên chiếc xuồng ướt ở trong á. Anh đi trường đất luôn. Xuống quay cho mọi người coi cái Phan Nhật Long. Xin chào Trần Nguyên. Ha, mọi người ai order sầu riêng thì có gọi cho số 0932 958 639 ha. Nè, khi mà qua quán thì đó, sầu riêng là khui sẵn ha, sầu riêng hoàn toàn là ri sấu ráo hết nha. Ủa mon thon đợt này mình đâu có cắt lên đâu phải không? Dạ. Ờ, cô Mỹ Phương nói mon thon mà đợt này mình không có cắt lên. Nè, mọi người có thể order sầu riêng khui sẵn như thế này ha. Đó, đầy bánh rết. Bánh rết sầu riêng. Đó, bánh rết sầu riêng. Trời ơi, ai ăn món con nít quá vậy? Sầu riêng nguyên trái ha. Đó, quán qua là đối diện với công viên Thỏ Trắng ha. No quá, căng bụng luôn. Đó, đi ngang qua thấy cái ly nước là cái đó, hát tên Nguyên Phạm ha. Ở trên ly nước là có menu luôn. Nóng quá. Sầu riêng này hoàn toàn là sầu riêng sạch 100%, không thuốc nha mọi người. Sầu riêng này là
Nói chung là 100% không thuốc, an toàn cho sức khỏe mọi người. Nên mọi người khi mà mua thì chúng ta lựa chọn, và nói là lựa chọn thì chúng ta ăn ít lại một chút xíu. Tuy giá nó cao hơn một chút xíu nhưng mà chúng ta ăn ít lại, nhưng mà đừng có đảm bảo sức khỏe. Nhưng mà qua nay chạy chương trình là nếu sầu riêng nguyên trái này qua bán 150.000 một ký nguyên trái. Mà yên tâm là sầu riêng lúc nào cũng tròn đều hộp hết nên muối rất là nhiều, không bao giờ có bị mất muối đâu, nên các bạn yên tâm điều đó. Còn mua trôi nổi thì có khi mua về bỏ không. Dạ, bánh rết sầu riêng là để được 3 ngày á cô. Nhìn bị, như bị đau á. Thằng mập kia nó khen em đẹp trai kìa. Trời, nó mới thấy nó xuất hiện trên livestream 5 phút là nó đã xuất hiện ở đây để nhanh ghi hộ ha. Nhà ở gần đây nè. Dễ thương. Dạ cô. Chào Trương Yến. Đã giảm giá rồi đó em Ngọc Hân. Giá đó là giá đã giảm rồi đó. Giá nguyên của sầu riêng full giá của nó là 195.000 một ký rồi. Anh đang chạy chương trình bán 150.000 một ký. Mưa đâu? Hết mưa rồi. Hồi nãy đi mới mưa, giờ trời nắng rồi đây nè. Nè coi ngoài trời nắng rồi đó. Trời ơi, ai cài hình nền vậy? Ai cài hình nền? Năm ở đâu? Năm đi đâu? Dạ, ship cho khách. Số bên đây hả? 65 hả? Dạ không, được khác. Để nhân nó gặp tới, mày nói chứ gặp trước. À. Khách tới lấy hả? Dạ, mình ship đi giao. Mình à, mình đi giao. Mà cần không? Anh biết. Chưa đâu được. Làm như anh sẽ biết. Nước bí sầu riêng hay nước bí sầu riêng chân châu? Nước bí sầu riêng chân châu. Ủa sao em không chặt cái cây đôi ra? Không chặt nó là nhau, nó họ chặt liền. Điểm. Nước bí sầu riêng chân châu trái cây. Rảnh coi cái menu đi ha. Đó, cái menu bên quan đó. Ây da. Dạ. Ủa cái này cái gì đây nè? Dạ. Cái này thôi này nè. Cái nhân bổ sau nha. À. Sao không wrap lại? Cái này. Ừ, các bạn đang làm 5 ly nước mía sầu riêng chân châu cho khách. Đây nè, nước mía sầu riêng chân châu trái cây là ly này. Rồi đi lên đại nè. Ai? Mời bố mẹ. Sống ở đây, qua quán này với các bạn trở lại tuổi thơ nha. Bên kia là công viên Thọ Trắng, lâu lâu buồn buồn chúng ta qua đó chơi nha. Qua đây chơi. Sợ xiết phát xiết thú. Thank you.
Dạ cô. Mai ship cái gì cô? Cô Phương, ship bánh rếp hay là ship à đây con thấy rồi, con xin lỗi cô nãy con nhòi quá, con không có đọc cái đơn của cô. Dạ mai ship cho cô một khay sầu riêng khui sẵn, một hộp bánh rếp và một hộp xôi sầu riêng nha. Dạ cô. Để mai con dặn mấy bạn. Con nhớ rồi cô. Con cảm ơn cô. Cái sao anh đang quay em ăn mà em bỏ xuống vậy? Em ăn hết rồi. Ăn phải húp hết cái nước. Trời. Cái nước đó là nước thốt nốt đó nha. Chứ không phải là nước nước đường nước ấy đâu. Nước thốt nốt hoàn toàn. Nhiều người nhìn cái miệng em ăn, người ta nói nhìn mình em ăn là phải qua đây ăn rồi. Ừ, đúng rồi. Nên hôm nay là ăn ít hơn mọi khi rồi đó. Tạm nay là mới ăn nhẹ rồi. Em ăn ít hơn anh á. Anh ăn tới 3 món. Ok thôi, bye bye mọi người nè. Giờ Quang chuẩn bị Quang xuống chút xíu rồi Quang đi chạy về, Quang lấy xe, Quang đi đi quay. Tại Quang phải đi Đồng Nai. Tại hồi nãy chạy đi công việc lên đây nè, chạy xe máy cho nó nhanh. Bây giờ Quang đi Đồng Nai, Quang phải đi xe hơi đi làm. Tại vì trên xe có quần áo này kia nữa. Chào anh Hoàng Thái Quốc, Hồ Gia Linh. Nguyễn Vũ Hải Yến. Ngọc Lài, cảm ơn em. Mario Quang Bảo, chào em. Hồ Văn Đàn, chào em. Nguyễn Vi, Ngọc Hân. Hồ Gia Linh. Gì? Nè, bye bye mọi người nè, bye bye nè. Bye bye. Ok, bye bye mọi người. Anh bớt tạo nét với em đi, tao gặp em là tạo nét, gặp em là tạo nét. Ok, ai có order sầu riêng thì gọi điện thoại số 0932958639 ha. Hoặc là 0938483989 là hai số hotline của Quang ha. Chào anh Dennis. Nếu ship đi cho khách thì bên Quang sẽ ship là sầu riêng khui sẵn, sầu riêng nguyên trái và bánh rếp sầu riêng. Còn những cái món nước thì sẽ giống như nước mía sầu riêng chân trâu trái cây ấy, sẽ được ship những bạn ở gần thôi. Hoặc là các bạn qua luôn quán của Quang ở số 35 Trường Sơn á, đối diện với lại công viên Thỏ Trắng nè. Đó, cái cổng công viên Thỏ Trắng đường Trường Sơn. Đó. Là đối diện qua là quán của Quang bên đây luôn, là để là HTQ sầu riêng sạch ha. Anh bố anh làm gì cần. Vậy ha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, giờ Quang đi chuẩn bị Quang đi làm nữa. Bye bye.